Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bezetko Gennady Stepanovic, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Chủ tịch nước biểu dương đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc của Trung tâm nhiệt đới Việt Nga đạt được trong 30 năm qua. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cán bộ khoa học của Trung tâm đã nghiên cứu xây dựng thành công quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công nhận. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn chính phủ và nhân dân Nga đã ủng hộ cơ sở vật chất, từng bước nâng cao tiềm lực của Trung tâm nhiệt đới Việt Nga. Chủ tịch nước yêu cầu Trung tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương đường lối đối ngoại và phát Phát triển khoa học công nghệ của đảng nhà nước bám sát sự chỉ đạo của quân ủy trung ương bộ quốc phòng và ủy ban phối hợp về trung tâm nhiệt đới việt nga mở rộng hợp tác song phương và đa phương nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của hai nước việt nam liên bang nga phần đấu xây dựng trung tâm trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới chủ tịch nước đề nghị trung tâm kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng thích ứng và chuyển giao công nghệ đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các kết quả nghiên cứu phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao các lĩnh vực trung tâm có thế mạnh xây dựng chiến lược phát triển trung tâm trong những năm tới trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu và hình thành đội ngũ cán bộ kế cận bảo đảm đủ nguồn lực cho phát triển các hướng nghiên cứu của trung tâm tiếp tục hợp tác hiệu quả với viện nghiên cứu khoa học các cơ quan hữu quan của liên bang nga về đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm